Hello, xin chào tất cả các anh chị đã quay lại buổi live của Honda Hồng Đức 3 với địa chỉ cửa hàng số 135 đường Cách Mạng Tháng 8, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Đến với buổi live ngày hôm nay thì Lãm xin phép bật mí một cái chương trình khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn đang được áp dụng song song cùng với chương trình khuyến mãi tại hệ thống Hồng Đức, là đặc biệt vào duy nhất vào một ngày diễn ra vào ngày 11 tây tháng 11 này. Trên trang Honda Hồng Đức của Shopee, trợ giá cực khủng lên đến từ giá trị xe từ 1 triệu cho đến 2 triệu và 3 triệu đồng tùy dòng xe. Mình hãy theo máy quay cho để cho Lãm giới thiệu tất cả những dòng xe cũng như là số tiền giảm tương ứng như thế nào vào tất cả dòng xe. Xin mời máy quay để có thể thao tác và tương tác với tất cả những cái dòng xe mà sẽ được trợ giá Shopee vào ngày 11 tây. Và Lãm xin lưu ý một điều là chương trình hỗ trợ Shopee chỉ diễn ra duy nhất vào một ngày là 11 tây tháng 11 và chỉ áp dụng cho những khách hàng mua tiền mặt, ha anh chị, chỉ mua tiền mặt thôi. Đến với chiếc xe đầu tiên trước máy bay mình đây là một chiếc xe Atmos phiên bản cá tính ABS, và ngoài được việc hỗ trợ 5% phí trước bạ và xe thì mình sẽ được giảm giá một chiếc xe này lên đến 1.910.000, 1.910.000 cho dòng xe Atmos phiên bản ABS này. Hiện giờ thì cái ngoài chương trình hỗ trợ Shopee ra thì mình vẫn được áp dụng tất cả những cái chương trình song song, ví dụ như đối với dòng xe Aplex thì mình vẫn được hỗ trợ hoàn tiền 1 triệu đồng, và dòng xe Black của Enfa mình vẫn được một cái thẻ cào 500.000 đồng ha các anh chị. Và Lãm xin nhắc lại, đối với dòng xe SH Mod được hỗ trợ lên đến 1.670.000 đến 1.910.000 tùy dòng xe. Và không thể không nhắc đến đối với những anh nam, một chiếc xe cực kỳ lịch lãm, dòng xe SH 125-150 phân khối là được hỗ trợ cao nhất nhì trong cái buổi hỗ trợ lần này lên đến 2 triệu đồng. Làm ví dụ như mình mua chiếc xe với giá 100 triệu thì mình mua ngày hôm đó chỉ còn có 98 triệu thôi, được giảm tới 2 triệu lận các anh chị. Mình vẫn được hỗ trợ với chiếc bạ nha, và được là lấy thêm 2 triệu trừ vô luôn, vô giá xe luôn. Và tiếp theo dòng xe A-Black. A-Black thì nó cũng có khá là nhiều giá luôn, cũng tùy vào loại anh chị chọn 125 hay là 150, phiên bản tiêu chuẩn hay là cái phiên bản đặc biệt nữa. Nhưng mà trung bình chiếc xe A-Black này thì mình sẽ được giảm giá là tầm khoảng 1.110.000 cho đến 1.450.000, sẽ tùy vào cái dòng xe nào mà anh chị sẽ sở hữu, mà muốn sở hữu giảm rất là nhiều luôn đó. Và cái ngoài việc hỗ trợ 5% với chiếc bạ nè, ngoài gói quà tặng trị giá 1 triệu đồng nè, ngoài chương trình Shopee hỗ trợ lên đến 1.450.000 ra, thì khi có cặp quẹt của dòng xe A-Black trước ngày 30 tháng 11 này, anh chị sẽ được hoàn thêm 1 triệu đồng, tính ra mình hỗ trợ rất là nhiều luôn. Và tiếp theo là dòng xe YLGX này. Thì đối với YLGX là một trong những dòng xe số phun xăng điện tử thì vẫn có được hỗ trợ, nhưng mà hỗ trợ cũng được tương đối ổn, là hỗ trợ đến 640.000. Thì thay vì mình, nếu như mà anh chị đang là một người tiêu dùng thông minh thì mình nên lựa chọn những cái lúc giảm giá như thế này, là mình chọn xe vừa khuyến mãi nhiều, vừa ưu đãi rất là nhiều mà lại được giảm tiền nữa. Tính ra chiếc GX này, nếu như anh chị ở huyện á, phí bạ mình có 500 mấy 600 ngàn hả, mà mua chiếc này về hỗ trợ tới gần 700 ngàn tính luôn, là coi như là hỗ trợ luôn cái chiếc bạ lần thứ hai nữa rồi. Công ty hỗ trợ chiếc bạ gọi này lấy đóng biển số còn dư rất là nhiều luôn. Và dòng xe Black cũng vậy, Black thì cũng được hỗ trợ cũng gần đến gần 500 ngàn đồng, đối với Enfa cũng cỡ 500 ngàn đồng. Thì có rất là nhiều loại màu rồi xe, cho nên là cũng không biết là anh chị chọn cái dòng phi nào, cho nên cho giá thì mình đưa tương đối thôi. Còn khi anh chị có thể liên hệ với cửa hàng xe máy Hồng Đức 3 đến trực tiếp, hoặc là kết bạn Zalo với Lãm á, qua số điện thoại 0796817108 á, thì để mình chốt được màu là đúng và mình chỉ đặt đúng hơn đúng nhất. Vậy cái thủ tục đặt này á, thì thật sự ra khi anh chị mà tự đặt á, thì nó hơi gồm gà, nhưng khi liên hệ với nhân viên bên em, là đặc biệt là em, thì em sẽ hỗ trợ thu tiền mặt đã giảm giá trực tiếp tại cửa hàng. Còn về phần thủ tục và phần chi phí thì cứ đóng đúng số tiền giảm giá, còn thủ tục cứ để em lo, em sẽ tự đi nộp tiền cho khách hàng, cho các anh chị mà không có cần ra phải ngân hàng đâu. Thủ tục rất là gồm gà nữa, có việc thủ tục thì em sẽ tự đóng cho mình luôn. Đối với dòng xe Vision thì nó sẽ có hai loại giá, là Vision phiên bản cao cấp thì hỗ trợ 890, còn phiên bản cái Vision đặc biệt á là 920.000 thì hỗ trợ từ 800.000 cho đến gần 1 triệu đó các anh chị. Màu sắc thì vô tư, màu độ, màu sơn riêng gì cũng có hết, còn muốn mua thêm màu độ thì vẫn đặt được luôn, thì mình chỉ thêm tiền độ màu thôi, cũng rất là nhiều. Đây, xe thì cửa hàng không thiếu, ưu đãi cũng rất là nhiều luôn. Đến cửa hàng của Lãm mua xe thì quà thì cũng vô tư, đem về đầy bị, bảo đảm xe thì rất là tốt, chất lượng thì giá lại rất là rẻ nữa.
Dòng xe tiếp theo là dòng xe Ly. Chiếc Ly này thì được rất là nhiều cô, rất nhiều chị nội trợ thích cái mẫu xe này, là do cái mẫu xe này là được cái sở hữu một cái cốc xe rất là lớn. Cái cốc xe mình lên đến 37 lít hơn thì mình có thể chứa khá là nhiều đồ, và được hỗ trợ giá lên đến 1.070.000 trong chuyển ra. Và em xin nhắc lại, dòng xe được hỗ trợ trên Shopee giá thì diễn ra duy nhất một ngày là vào ngày 11 tây tháng 11, và khách hàng phải mua tiền mặt nha. Còn với những dòng xe khác mà anh chị ví dụ như mình muốn mua trả góp thì vẫn được bình thường, nhưng mà sẽ áp dụng chương trình tại cửa hàng thôi, còn Shopee thì dành cho khách hàng mua tiền mặt thôi. Và cái dòng xe cũng nhiều anh chị cũng coi mua gần đây là dòng xe Future. Xin mời máy quay sẽ quay qua dòng xe Future đi. Future nè, là dòng xe 125, xe số sang trọng nhất hiện giờ luôn. Đây là chiếc xe Future đó các anh chị. Dòng xe Future nếu như mà mua bánh căm thì được giảm giá 960.000, còn mua bánh mâm thì được 980.000, cũng gần 1 triệu á. Tính ra đợt này giảm giá khá là nhiều luôn. Quà thì cũng rất là ổn nữa, màu sắc thì rất là phong phú luôn. Các anh chị không biết thấy sao, nếu là làm thì nếu mà có muốn mua xe thì dự định cuối tháng này mua, nhưng mà thấy hỗ trợ lên mấy 1-2 triệu bạc thấy cũng vào một phần rất là lớn, làm xe mua ngay trong lúc này. Và cái về thủ tục này thì làm xin nhắc lại á, ví dụ như là thay vì Shopee được hỗ trợ giá vào ngày 11 tây thì anh chị mình vẫn có thể là đặt xe trước, ví dụ như là 14, 15 gì đó mà mình coi được ngày mình muốn lấy xe thì cũng cứ yên tâm đi. Cứ ngày 10, trong ngày 10 hay trước như ngày hôm nay hoặc ngày mai chẳng hạn, thì cứ liên hệ với Lãm để làm gì? Để chốt được xe, để đưa tiền trước xuống để Lãm có thể đặt được một chiếc xe. Tại vì khi anh chị đặt chiếc xe trên Shopee mà mình khi mà mình thanh toán tiền rồi đó, cái đơn hàng của mình thì mình có thể lấy được đó, cứ lúc nào cũng được, chỉ cần thanh toán tiền thôi. Thì mình mua xe chậm trễ 1-2 bữa nhưng mà giá xe khuyến mãi có ngày một hà, cho nên mình nên đặt hàng trước để giữ hàng, do số lượng có hạn và diễn ra duy nhất chỉ trong một ngày thôi, cho nên anh chị hãy nhanh chóng và mình hãy thật là ưu tiên để mà đặt hàng nha. Do em thì cũng không đặt được nhiều xe cho nên là em chỉ cố gắng hết sức hỗ trợ tốt nhất cho anh chị thôi. Và cái chương trình cuối cùng là đối với dòng xe Winner X nè, được ưu đãi lên đến 12 triệu đồng hiện tại ha. Và đợt này là ngoài cái chương trình mà hỗ trợ đó ra thì mình được thêm một cái chương trình hỗ trợ giá trên Shopee cũng rất là nhiều luôn. Phiên bản thể thao á, mình được hỗ trợ lên đến 1.030.000 lận. Phiên bản camo đen nhám thì được 1.140.000, và cuối cùng là phiên bản thể thao ABS đến 1.160.000. Bên cạnh gói quà trị giá 1,5 triệu đồng, bên cạnh được hỗ trợ 12 triệu đồng ra, thì cái số tiền em vừa báo là được hỗ trợ thêm á anh chị, được thêm nữa, tiếp tục được trừ vô giá xe nữa. Cứ được vô tư, cứ được trừ, có tất cả những ưu đãi khuyến mãi nào thì cũng sẽ được trừ hết luôn. Màu sắc thì cực kỳ phong phú. Và cái buổi livestream của Lãm thì Lãm cũng hay hứa là khi nào có một cái chương trình hấp dẫn hoặc là khuyến mãi tiếp theo á thì Lãm cũng hay sẽ like và chia sẻ cho những cái anh chị. Cho nên là mình trong thời gian sắp tới đây, nếu như mà Shopee có hỗ trợ giá tiếp tục, cũng như là công ty của bên Lãm, cửa hàng xe máy Hồng Đức Ba của Lãm có đưa ra những chương trình khuyến mãi tiếp theo hấp dẫn hơn nữa, thì Lãm sẽ tiếp tục quay lại buổi live để chia sẻ cho các anh chị cùng nắm được cũng như là cập nhật được tốt cái chương trình khuyến mại hiện tại. Thì buổi live cập nhật chương trình Shopee diễn ra duy nhất vào ngày 11 tháng 11 của Lãm đến đây là kết thúc. Nếu như mình cảm thấy buổi live ngày hôm nay hay và muốn nhu cầu mua xe thì hãy kết bạn Zalo và gọi ngay cho Lãm thông qua số điện thoại 079 681 7108. Xin chào và xin hẹn lại gặp lại các anh chị vào buổi live tiếp theo. Xin chào.